Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 12, phẩm chứng đạt, đầu móng tay. Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các tỷ kheo: các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, một ít đất ta lấy ở đầu móng tay hay quả đất lớn này? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này. Còn ít hơn là một ít đất mà Thế Tôn lấy ở đầu móng tay. Chúng không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất mà Thế Tôn lấy lên đầu móng tay, cũng vậy, này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng đạt, cái này là nhiều hơn. Ao hồ. Ví như, này các tỷ kheo, có một hồ nước bề dài 50 do tuần, bề rộng 50 do tuần, bề sâu 50 do tuần, đầy nước tràn trên bờ để con quạ có thể uống được. Từ nơi hồ nước ấy, có người lấy lên một ít nước trên đầu ngọn cỏ Pusa. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, một ít nước lấy lên trên đầu ngọn cỏ Pusa hay là nước trong hồ nước? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong hồ nước. Còn ít hơn là nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ Pusa. Chúng không có thể ước tính, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước ở hồ nước với nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ Pusa, như kinh trên 49 đoạn số 4 số 5. Hợp dòng. Ví như, này các tỷ kheo, tại chỗ mà có con sông lớn này nhập vào nhau, cùng chảy với nhau, tức là sông Hằng, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Sarahu, sông Mahi. Từ đấy, một người lấy lên hai hay ba giọt nước. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Hai hay ba giọt nước được lấy lên hay là nước ở chỗ hộp dòng? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước ở chỗ hộp dòng. Còn ít hơn là hai hay ba giọt nước được lấy lên. Chúng không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước ở chỗ hộp dòng với hai hay ba giọt nước lấy lên, cũng vậy, xem đoạn số 45 kinh 49. Hộp dòng. Ví như, này các tỷ kheo, tại chỗ mà có con sông lớn này nhập vào nhau, cùng chảy với nhau, tức là sông Hằng, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Sarahu, sông Mahi, nước sông ấy đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, trừ hai hay ba giọt nước còn sót lại. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Nước chỗ hộp dòng đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, hay là hai hay ba giọt nước còn sót lại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước chỗ hộp dòng đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt. Còn ít hơn là hai hay ba giọt nước còn sót lại. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước chỗ hộp dòng đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, với hai hay ba giọt nước còn sót lại, như đoạn số 4 số 5 kinh 49. Quả đất. Ví như, này các tỷ kheo, một người đặt trên quả đất lớn các cục đất lớn bằng 7 hạt táo. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Các cục đất lớn bằng 7 hạt táo đã được đặt lên trên như vậy, hay là quả đất này? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất này. Còn ít hơn là các hạt đất bằng 7 hạt táo đã được đặt lên như vậy. Chúng không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể bằng một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn này với các cục đất lớn bằng 7 hạt táo được đặt lên như vậy, như đoạn số 4 số 5 kinh 49. Quả đất. Ví như, này các tỷ kheo, quả đất đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, chỉ còn lại những cục đất lớn bằng 7 hạt táo. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều, quả đất lớn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, hay là các cục đất lớn bằng 7 hạt táo còn sót lại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt. Còn ít hơn là các cục đất lớn bằng 7 hạt táo còn sót lại.
Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, với các cục đất lớn bằng 7 hạt táo còn sót lại, như đoạn số 45 kinh 49, biển, ví như, này các tỷ kheo, một người lấy lên 2-3 giọt nước từ biển lớn, các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, 2-3 giọt nước được lấy lên hay là nước trong biển lớn? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong biển lớn, còn ít hơn là 2-3 giọt nước được lấy lên. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước trong biển lớn với 2-3 giọt nước được lấy lên, như kinh số 45 kinh 49, biển, ví như, này các tỷ kheo, nước trong biển lớn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, trừ 2-3 giọt nước còn sót lại, các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, nước trong biển lớn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, hay là 2-3 giọt nước còn sót lại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong biển lớn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, còn ít hơn là 2-3 giọt nước còn sót lại. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước trong biển đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt với 2-3 giọt nước còn sót lại, xem đoạn số 45 kinh 49, ví dụ với núi, ví như, này các tỷ kheo, có người đặt trên núi Chúa Tuyết Sơn các hòn sản lớn bằng 7 hột cải. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Các hòn sản lớn bằng 7 hột cải được đặt lên như vậy hay là núi Chúa Tuyết Sơn? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là núi Chúa Tuyết Sơn, còn ít hơn là những hòn sản lớn bằng 7 hột cải được đặt lên như vậy. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh núi Chúa Tuyết Sơn với các viên sạn lớn bằng 7 hột cải, như đoạn số 45 kinh 49, ví dụ với núi, ví như, này các tỷ kheo, núi Chúa Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, trừ các hòn sạn lớn bằng 7 hột cải. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn, núi Chúa Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, hay là các hòn sản lớn bằng 7 hột cải còn sót lại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là núi Chúa Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, còn ít hơn các hòn sản lớn bằng 7 hột cải còn sót lại. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh núi Chúa Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt với hòn sản lớn bằng 7 hột cải còn sót lại, như đoạn số 45 kinh 49.